Sáng đây thì Quốc Đại rất là vui khi được tham gia trong chương trình live show Cẩm Ly từ tình quê hương. Và Quốc Đại được hợp tác với Cẩm Ly. Thì qua đây thì Quốc Đại xin cảm ơn Cẩm Ly đã hướng dẫn Quốc Đại rất nhiều từ lúc Quốc Đại bắt đầu vào trung tâm Kim Lợi. Và xin chúc chị tiếng hát sẽ luôn còn bay cao, bay xa hơn nữa. Và tiếp tục chương trình thì Quốc Đại xin được giới thiệu đến tất cả anh chị và các bạn một ca khúc mới của nhạc sĩ Minh Vi. Và ca khúc này là ca khúc chủ đề trong album Quốc Đại vừa mới phát hành. Xin mời cùng thưởng thức ca khúc Ngọc Hà. Em hay khẽ cười nhìn tôi, ngày mai kiều hoa đó